cây tố đang này là cây ám sư cánh bầu. Nếu mà ở cái thân kia này nhá, lúc mà em cắt ở thân kia này, lúc mà em cắt đấy là nó được kỳ hạch tư của nhà bà ấy, kỳ hạch tư là cây tố đang này, nên là em cắt em để lại một khúc để em ấy em nuôi lại sang năm để biết. Còn cây nhà em nó nở hoa rồi kìa. Đấy, à, dạ. Cây nào anh? À cái cây này á? Cây này, cây Phú Thọ thì nó có rất là nhiều cây. Mỗi nhà mình có mạng sao nhỉ? Không, cái này là mật khẩu của nhà em wifi là dưới gầm bàn. Là tên là Phong Lan Tùng Nguyễn hoặc là Nguyễn Văn Còn. Chào mọi người nhá, trên không ạ? Ở trên này các anh không sử dụng được mạng Vina đâu, chỉ có mỗi đúng rồi, Vina chỉ thành phố thôi. Vina chỉ thành phố thôi. Trên rừng là chỉ có Viettel thôi. Có gì chỉ có mỗi Vina và Wi-Fi của mình có. Anh bắt cái nút này. Theo anh em hỏi thật, anh Kiểm với anh Quốc Anh, bây giờ hai anh suy nghĩ cảm nhận như thế nào về mùng 3 anh ạ? Mà đúng mùng 3 tháng trước nhá, nó bé đúng bằng đây. Rồi. Anh cho xem lại ảnh không mùng 3 đi. Hai anh cảm nhận như nào về cây này? Cái kia này bây giờ đây em đang cầm một nắm cho. Anh Kiểm ngồi xuống đi anh Kiểm. Cái nào đơn anh á thì được cái này. Cái này nó bị. Sát 13 cm. 12 cm rực rỡ rồi. Hôm mùng 3 anh nhìn nó bé bằng như thế này. Nào. Hơi mới sưng. Cảm nhận của anh như thế nào? Đâu ạ, cảm nhận hôm mùng 3 đâu ạ. Đây mùng 3 nó bé đây, bằng tí này thôi. Chắc khoảng 1 cm à. Cho 1 cm bằng đây. Chưa được 1 cm nữa. Ừ, không được 1 cm. Nó hôm nay mùng 3 này. Quá sợ. Dễ khỏe. Cây này được 12 cm. Dễ khỏe. Đo 13 đấy. Cây này được gần 13 cm. Cái này phải tổ. Nói chung là nó sẽ trên 10 cm hết. Nhìn sướng đời nhỉ. Phải tổ. Nói thật với anh là toàn bộ kia ở cây này bán hết rồi. Đứng cao hơn mình. Theo hơn toàn bộ hết ngay bán. Trong ngày hôm đấy luôn. Bao nhiêu? Mét mấy? Bán từ hôm 1m74. Đó cao phải 1m9 rồi. Anh này là anh gọi đầu tiên thì em bảo ưu tiên anh luôn. Treo một cái tem riêng của anh còn tất cả những người ta. Chỉ là tem như thế này và đặt vào đây bất cứ em lấy bất cứ kỳ nào cũng được đúng không? Đấy, nhưng mà em vẫn bảo hành cho tất cả những cái kỳ ở trên cái chậu này là 10 cm trở đi mới tách. Còn nếu mà anh em nào thích bảo dễ khỏe này rồi em ơi tách cho anh đi thì em tách thôi. Nhưng mà ngắn bây giờ phải 9 cm. Cái kỳ nó to như cái điếu thuốc này ngắn. Làm lên cái kia 60 vát nữa nhỉ? 60 vát. Cái thân nó là 4 mét. Anh em không biết làm gì đấy. Cái đoạn này em tính đến cái đoạn này và đoạn này ngược lên đã là 60 rồi. Còn từ đây xuống là 20 cái, 24 cái nữa là khoảng 85. Còn nếu mà tính từ đây lên đến trên kia còn khoảng 85 cây nữa cả hai thân. Là để trong cái tầm tay để khai thác được đúng không? Em khẳng định với anh là cây này không thể ra hoa được nữa. Không ra hoa được. Bây giờ không ý mình làm trên này nó quá đi chứ. À, nó khai thác em lại khai thác dần. Nhưng mà đến đấy nó già lòng rồi. Nếu mà mình cứ gặm dần lên đến đấy nó già lòng rồi. Vẫn làm hoa được. Đấy, hoa thích làm cố tình làm hoa vẫn làm được. Thực ra là làm hoa cố tình làm hoa vẫn làm được. Nhưng mà mình không cần phải cố tình làm hoa, cây mẹ của em nó nở hoa rồi. Lãng phí làm gì? Lãng phí để được một cái kỳ, tức là chia sẻ cho được thêm một người. Mà gần như hôm đấy em bán chỉ mỗi người một kỳ. Và năm vườn đông đã làm rồi. Kỳ 51 đây, gốc mẹ 51 đây. Môi trường ở đây. Gốc rất bé nha. Gốc mẹ 51 đây này. Cái giống này giống ở đâu em? Giống cây này của anh ở trên Phú Thọ. Do anh bán về Vĩnh Phúc từ năm cách đây 4 năm rồi. Xong em lấy thì cái chậu mẹ của nó là toàn bộ cả cái dây này luôn. Tức là cái cây đấy em nhân ra là toàn bộ cái dây này có 3 chậu là không phải đây, còn đâu toàn bộ là nó hết. Em xem là có thể ra như cái này. Bó tay này. Bó tay thật sự. Chết thật sự. Không anh ạ. Quan trọng là bây giờ em nhận là người ta chuyển tiền cho em rồi em không thể bán được. Cũng như anh bây giờ em mà bán của anh đến anh cuốc mặt em. Cười quá, nãy có ông bảo cái bông này bông gà hoa gắn. Nãy có ông bảo cái bông hoa này là bông hoa gắn, buồn cười thật đấy. Ông ở đâu?
hoa gắn kiểu gì thế này? Cái lá này nó bị làm sao gì? À không, anh hỏi là giống như nó cứ bạc. Đây là nó đang chú lấp. Là hôm nay anh em các anh ở Hải Phòng, anh chị ở Thái Nguyên lên rồi. Bây giờ hoa thì hôm nay ở vườn em có bông năm cánh trắng cũng dọn nở rồi. Khi tí nữa em cắt cho hai anh ở tại thân. Mà em nói luôn là em không bảo hành có anh nào ý kiến đâu. Em không bảo hành có anh nào ý kiến đâu. Mà bây giờ anh em mình xuống ăn bát cơm đã. Xong tí nữa lên tách kia mình phê có tí men rồi chắc nó mới chuẩn. Có tí men rồi chắc nó mới chuẩn. Bây giờ run lắm. Nào cho đi, tắt nào. Nhìn cái kia này bây giờ 10 triệu mà tách đi 12 cent thì run lắm. Sao cho đi để tắt. Cho này nhá. Mà dễ như vậy đang đúng rồi. Dễ dài quá là nó bị chùa. Ông trồng cây chuối thì cây này ngày hôm nay em tách cho các anh nó quá đà. Quá đà lắm. Đúng thời điểm quá đà. Này là duyên may. Thật khúc à? Anh tưởng bẻ chứ em. Anh nghĩ là lay hay hay hơn. Mình lay nó tự nó em thấy là cứ xoay ngang thôi. Tức là xoay ngang có bốn góc. Không ạ. Em hôm nay nó có kinh nghiệm rồi. Em được cắt được đấy. Cắt kỳ năm cánh trắng hú thọ giả cho khách nhá. Đấy, hôm nay nhà em sẽ cắt kia giả cho khách. Khách đến tận vườn lấy. Đến tận vườn giao lưu. Đây là những đây em cắt anh khách. Không phải chỉ lấy cái kia ra không, mà em còn phải giữ được cái cơ tồn. Đây là những anh khách đặt được kia những kia đầu tiên. Không ạ, rách cái thân. Bác nào còn kia ở trên chậu to này của nhà em nữa thì em sẽ nhắn tin hoặc gọi điện này, hoặc là mọi người trực tiếp gọi cho em nhé. Có anh, nhưng mà con dao mổ nó dày, không quá dày. Nó quá dày, em không dùng con dao mổ rồi. Ở đây anh thích bao nhiêu con, em tắt anh bấy nhiêu con. Chỉ có con dao lam cắt bắt đầu đi là ok nhất. Ê, sao nhỉ? Đây xin mời chủ nhân của Kim. Em quan sát đây cho đưa để cho bạn. Đây không, cam của nhà em anh yên tâm đi, sắc từng mili một. Ôi, chúc mừng anh nhá. Xem đây. Ưng không? Bán lại không anh? Cảm nhận, có sướng không? Không còn oan thác. Có đổi nhưng mà có sướng không? Có đổi ý không? Người. Bán lại không anh? Vô giá. Không nói chuyện tiền nhé. Không chuyện ta tiền đâu. Đây, cái này giao cho anh nhá. Không bảo hành nhá. Không. Coi cái này. Anh kiểm lấy cái trên này, anh kiểm ơi. Lấy cái trên đi. Mày có phải bôi biết chưa? Có chứ. Đổ tí cồn vào là ok anh. Cồn dính vào dễ an toàn mà không ảnh hưởng. Cồn đảm bảo luôn nhà em thay keo bằng cồn mà. Đúng rồi, cồn nó cây có rất nhiều những cây em còn chỉ dùng mỗi cồn không, cồn 70. Không, cồn 90 độ. Cồn ấy đấy, cồn nướng mực. Phải dồn hẳn cồn 90 độ. Y tế vết thương đấy. Không dùng cồn 70, 70 là cồn pha rồi. Đây. Anh Kiểm ơi. Ra nhận hàng hay là... Cảm ơn anh nhá. Vài kỳ to như những thuốc luôn. Anh Kiểm ơi, bán lại không anh? Anh để đăng ký nghiệm ơi. Làm giống vào giờ nó bằng cái này thì anh mới nói chuyện tiền được 1 tỷ. Anh không có tiền đâu. Ôi, lúc khác em ạ. Thôi để lúc khác. Ai cần gì?